Chào tất cả các bạn, hôm nay anh em tiếp tục đi câu cá diều chó ở cửa Bà Tỉnh nha các bạn. Đây là địa hình của cái cửa Bà Tỉnh để mình quay lại cho các bạn xem. Đó, nó gì đây các bạn. Giờ mình tiến hành câu nha các bạn. Bữa nay chắc chỉ có đường giác về thôi chứ không còn đường nào. Bữa nay anh em mình cũng tiếp tục câu bằng mồi chùng lá nha các bạn ơi. Mồi chùng lá câu cá dầu biển nó, với cá dầu chó nó nhạy hơn nha các bạn. Chết. Phải không, hay là gió? Dùng dây rồi đó. Nó ăn sát bà kè bả đó. U, con này cũng được à. Được. Trời ơi, trời ba lớn này mà nó ghi cỡ đó. Bắt biết. Chút tới mà tử. Con này chắc hy sinh rồi, bỏ vô đây đi. Con này chắc sống nữa. Nuốt quá trời sâu. Tới chương trình giật cá con. Nãy giờ cá lự, cá bự bắt hết rồi. Ui, dính luôn rồi. Chạy dữ gì cưng. Nhỏ không? Trời ơi, cũng được. Cũng được chứ không đánh đổi nào. Tính ra mình xác định chính xác thiệt chứ. Không sai. Trời ơi, nó nặng quá nổi ơi. Xác định không sai. Bữa nay chắc chuẩn bị 5 kg trùng mới đủ. Ý là nước chưa lên rồi nó ăn cỡ này. Hết mõm rồi phải không? Hết mõm rồi. Quá quá dày dày quá. lấm Ui trời ơi, con này bự thiệt rồi ông nội ơi. Quá, con này bự dữ lắm. Con này bự dữ à. Con này bự dữ thiệt. Nghịch quá trời nghịch này. Quá. Ủa trời ơi là trời. Kìa. Wow, mở hàng cái vợt, mở hàng cái vợt. Bự khiếp thiệt chứ.
cái con bự nãy à. Lưỡi nó nuốt rồi không biết sao gỡ. Trời ơi trời, nhiêu đó mà không nặng gì nữa. Tới công chuyện nữa rồi, tới công chuyện nữa rồi. Còn đó mấy hàng khủng đó. U là trời, nó gịch một cái hết có biết luôn rồi. U trời thôi. Kìa. U là trời. Cần gì phải giỡn. Quá tài. Trời. Hết biết luôn rồi. Ủa gì hả? Ở ngoài, nó ăn xi tí mị nhà ngoài á. Quá trời con cá dù chó. Đâu mà đem lên nướng ăn. Trời. Hết biết con dồn. Cá đó cá bự dữ lắm luôn á. Bự dữ luôn á. Trời ơi nó ghi nó quýu cỡ đó trời. Kìa. Nhỏ đâu. Cỡ này hoài không cũng được. Trời 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 trời, đừng có đùa nha, con này bự lắm nha. Bự. Lên cá lớn lại rồi. Wow, bự quá trời bự luôn. Lên hàng lớn nè. Câu cá nhỏ, một cá nhỏ nó không chịu ăn. Tới giờ nó ăn lại nè. Nãy hết bầy. Chiều nay là ngày của Phương với cú chót nặng đi về. Lên đồ lớn không à. Rồi quay đi. Nó quắn đâu vậy? Rồi hết rồi, đến đây gỡ thục chì ra luôn rồi đó.
Rồi buông ra đi, buông ra đi. Còn dướng đâu không? Buông ra đây, buông ra đây. Lấy giật, lấy giật. Ủa sao dướng vậy, dướng vậy? Không biết nữa. Giả lên cho mai coi dướng vậy. Nó kéo á. Lưới. Đâu? Nó hết mọi. Dướng cục chạy dưới hay vậy? Ra chưa? Được câu nữa thôi, được câu dính lưới quá trời. Bứt lưới nữa. Bắt cá à? Bắt cá đi. Đâu? Bắt cá trước đi. Dây cứng quá lộn ra hả? Gỡ được sao? Chưa? Chưa. Ủa sao vậy? Xả ra ra chú cắm đi. Rồi đứng xuống. Đứng rồi, con cắm đứng rồi. Con lấy dao làm mướn. Làm mướn hả? Dài đâu mà con. Rồi đâu được cái ngoài vậy? Tao ra. Trời ơi, nó không cá. Hay tài tình luôn. Không nổi. Đuối rồi. Không quen lắm. Rồi. Mà nó chui xuống dưới đầu lưới chứ. Quánh ngược vô á, em dám ngược vô trúng hơn. Trời ơi, bữa nay ít quá chết. Quá tài. Nó cắn lưỡi. Cá chẻm. Đỉnh, đỉnh. Trời ơi, trời trời. Cho xuồng nó qua trước đi. Trời ơi, ăn nó cầm nó nằm chết chân nó chưa chạy. Nó mở rồi. Lên đồ lớn rồi, lên đồ lớn rồi. Nó nằm sao tự nhiên nó nằm chết chân rồi, nó không chịu chạy, không chịu gì chứ. Ra ngoài này nè ông đó ơi. Đồ lớn ngoài này nè. Nó ăn mà sao nó không gịch không gì chứ, nó nằm chết chân nó chịu luôn à. Làm như nó đợi ăn tiếp hay gì á. Tính đợi ăn miếng mồi tiếp theo nhưng mà chưa kịp. Giờ kéo lên nó hết nổi. Quá tài. Bữa nay chọn đúng địa điểm. Bây giờ trời cũng đã chiều rồi nha các bạn, bây giờ mình
gom cần chuẩn bị vô các bạn. Để thôi về tối. Trời ơi, nhiêu đây chở 20 kg quá. Quá trời. Hết có biết. Để mình đổ vô cái thùng. Đó rồi có chặt xe. Đổ mẹ vô đây nó cũng sao đâu. Cũng mày treo đi. Đâu có đây gấp được. Thôi vậy. Sập à. Trời. Mấy con bự nó lú lên khôn chứ. Bữa nay trúng mánh rồi. Đây cũng là chưa gọi là trúng mấy, nhưng tại bữa nay nước không êm thôi. Bữa đây cũng đỡ, anh em cũng vui vui. Bữa đây chắc cỡ cũng được cỡ khoảng 20 hai mấy ký gì thôi. Con bự nhất chắc cỡ ký mấy. Bự nhất chắc cỡ ký ngoài.